Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn, kỹ thuật bên linh kiện ET. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một thiết bị có khả năng đo tốc độ gió và nhiệt độ. Đây chính là cái thiết bị đo tốc độ gió mà mình giới thiệu, AC816. Đây các bạn có thể quan sát thiết bị này. Thì ở đây tổng quan nó thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm một cánh quạt gió này để đo tốc độ gió, màn hình hiển thị tốc độ gió theo đơn vị mét trên giây và một thông số nhiệt độ ở phía dưới. Okay. Thì đồng hồ này sẽ giúp chúng ta có thể đo tốc độ gió từ trong phạm vi từ 0 đến 30 m/s, với độ chính xác là 0,1 mm/s. Đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Ok, đấy. Với màn hình này thì nó còn hỗ trợ đèn LED nền. Chúng ta sẽ sử dụng nút set để bật đèn. Đây cái đèn nền màu xanh. Với thông số nhiệt độ hiển thị phía dưới, chúng ta có thể thay đổi và điều chỉnh bằng cái nút ở phía sau chiếc đồng hồ này. Đây. Các bạn sử dụng một chiếc que để nhấn vào đây thì chúng ta có thể thay đổi được thông số hiển thị của nhiệt độ từ độ C sang chuyển sang độ F. Chiếc máy đo tốc độ gió này thì sử dụng pin đồng hồ CR2030. Đấy. Các bạn có nhu cầu mua chiếc đồng hồ này thì có thể liên hệ bên mình. Giá sản phẩm này bên mình đang cung cấp hiện tại là 270.000. Khá là mềm cho anh em. Ok. Cái này có tấm lót cao su bên ngoài rất là chắc chắn, thì cầm khá là đầm tay. Đây các bạn có thể quan sát. Ok, các bạn muốn mua sản phẩm này thì có thể liên hệ theo đường link mình để dưới phần mô tả, hoặc là gọi trực tiếp đến số điện thoại ở phía bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn mua hàng. Xin chào các bạn.